Kinh lược sứ Bắc Kỳ Nguyễn Trọng Hợp, Nguyễn Văn Tuyên chữ Hán, Doan Uân Xoan, năm 1834 đến năm 1902 tự trọng hiệp Trung He, hiệu Kim Giang, Jin Chiang, biệt hiệu Quế Bình Tử, Gui Ping Di, là một quan đại thần triều Nguyễn, trải bảy đời vua từ Tự Đức đến Thành Thái. Ông là vị quan khoa bảng, thi đỗ tiến sĩ, thăng tiến qua tất cả cấp bậc quan chế triều Nguyễn, có thời gian làm quan kinh lược, rồi quay về Huế làm đệ nhị phụ chính đại thần, chức vụ cao nhất trong triều đình dưới thời Pháp thuộc. Tiểu sử, Nguyễn Văn Tuyên các tài liệu trước thập niên 1990, triều phép Kiêm Húy thường gọi ông là Nguyễn Trọng Hiệp quán tại Kim Lũ xã, Mỹ Đình Tổng, Thanh Trì huyện, Thường Tín Phủ, Hà Nội tỉnh, Bắc Kỳ nội trấn nay là phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội thi đỗ cử nhân tại trường Hà Nội, khoa Mậu Ngọ 1858 tự Đức thứ 11. Ông là con của Nguyễn Văn Cư năm 1798 đến năm 1852, đỗ cử nhân năm Tân Mão 1831 làm quan đến chức ngự sĩ. Nguyễn Trọng Hiệp là cháu bốn đời của Nguyễn Công Thái năm 1684 đến năm 1758, đỗ tiến sĩ khoa Ất Vị 1715 làm quan đến chức tể tướng. Sự nghiệp, trước hòa ước Giáp Tuất, Nguyễn Trọng Hiệp là học trò của cụ Đông Tác tiến sĩ Nguyễn Văn Lý. Sau khi đỗ cử nhân 1858, Nguyễn Trọng Hiệp được Tùng Thiện Vương, một ông hoàng con của vua Minh Mạng, đem về nuôi dạy trong nhà cho đến khi đi làm quan. Nguyễn Trọng Hiệp đỗ tiến sĩ khoa Ất Sửu 1865, làm quan dưới bảy đời vua từ Tự Đức đến Thành Thái, với chức từ tri phủ đến chức kinh lược Bắc Kỳ 1886, thượng thư bộ lại 1887, tổng tài quốc sử quán, đại thần cơ mật viện, văn minh đại học sĩ, phụ tránh vua Thành Thái năm 1889 đến năm 1897. Hoạn lộ của ông khá thuận, Nguyễn Trọng Hiệp làm tri phủ Xuân Trường rồi phủ Doãn Thừa Thiên. Năm 1873 khi Francis Garnier vừa chiếm đóng thành Hà Nội, ông được vua Tự Đức phái ra Bắc để cùng Trần Đình Thúc và Bùi Ân Niên lo việc chiêu tập quân dân để đối phó với quân xâm lăng. Lúc quân Pháp đánh chiếm Hưng Yên, Nam Định và mấy tỉnh khác, vua sai Trần Đình Thúc và Nguyễn Trọng Hiệp đi bàn hội với Pháp tại thành Hà Nội. Trong khi đang thương thuyết thì Francis Garnier bỏ ra ngoài thành đi đánh nhau với quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc rồi bị giết ở Cầu Giấy. Garnier mất, quân tướng Pháp tiêu hết nhuệ khí, nhưng bề ngoài vẫn muốn giữ thể diện, nên đã bầu ra một viên quan hai lo việc đàm phán. Trần Đình Thúc cho là người Pháp thôi tranh chiếm, sợ mất hòa khí, liền sai Nguyễn Trọng Hiệp và Trương Gia Hội đến nơi quân thứ yêu cầu Hoàng Tá Viêm và Tôn Thất Thuyết án binh bất động và rút cánh quân của Lưu Vĩnh Phúc về vùng biên giới. Sau hòa ước Giáp Tuất 1874, Nguyễn Trọng Hiệp được bổ ra làm Tổng đốc Định Nhiên, tức Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên ngày nay. Theo Đại Nam Thực Lục từ tháng 12 năm Quý Dậu, tức đầu năm 1874, Nguyễn Trọng Hiệp đang giữ chức Tuần Phủ Hà Nội, cùng Trần Đình Thúc đang là Tổng đốc Định Nhiên, đổi chức cho nhau để Trọng Hiệp về Định Nhiên, còn Đình Thúc về Hà Ninh. Trong 7 năm ông có những chính sách như giảm thuế, cho dân quê được giải ngũ để về làm ruộng. Ông phản đối việc giao cho các công ty độc quyền thâu thuế. Trong vài năm, Nguyễn Trọng Hiệp liên tục dâng điều trần xin mở rộng thông thương buôn bán, học hỏi khoa học kỹ thuật của nước ngoài, gửi sứ bộ đến các nước ngoài và đặt lãnh sự trong Việt Nam. Năm 1881, Nguyễn Trọng Hiệp được vào kinh giữ chức tham tri bộ lại, rồi thượng thư bộ lại và thương bạc đại thần. Trong khi chính phủ Pháp thời các thủ tướng Jules Ferry và Léon Gambetta nhấn mạnh chính sách đô hộ, và trong đó đánh chiếm Việt Nam là một mục tiêu rõ rệt. Cho nên Henri Rivière với 500 quân lính đánh chiếm thành Hà Nội ngày 25 tháng 4 năm 1882, rồi mỏ Hồng Gai tỉnh Quảng Yên, thành Nam Định 27 tháng 3 năm 1883. Sau khi Henri Rivière bị giết, quân Pháp đem sang An Nam 4.000 tay súng và bắt đầu tấn công cửa biển Thuận An 18 tháng 8 năm 1883. Triều đình Huế lúng túng vì vua Tự Đức mới mất 19 tháng 7 năm 1883. Vua Hiệp Hòa vừa lên ngôi, triều đình sai Trần Đình Thúc làm khâm sai toàn quyền, Nguyễn Trọng Hiệp làm phó dự hòa đàm, sử gọi là hòa ước năm Quý Mùi 1833, vào ngày 20 tháng 8 năm 1883. Ngày 22 tháng 8, Hammond đưa ra bản hiệp ước và đe dọa tiếp tục gây hấn. Nguyễn Trọng Hiệp cùng chánh sứ Trần Đình Thúc thêm 4 chữ, kể cả Trung Quốc, ký hiệp ước Quý Mùi 25 tháng 8 năm 1883. Hiệp ước này thừa nhận Nam Kỳ là thuộc địa của Pháp, đồng thời chấp nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, chính thức chấm dứt nền độc lập của Việt Nam. Ký xong, vua Hiệp Hòa lại cử khâm sai Nguyễn Trọng Hiệp ra Bắc vì ở vùng này quân Pháp và quân Thanh còn giao chiến. Nguyễn Trọng Hiệp xin vua triệu Hoàng Tá Viêm, đang kháng cự quân Pháp ở vùng Sơn Hưng Tuyên, về kinh và để phía Pháp tự liệu với nhà Thanh. Các tài liệu lịch sử Pháp ghi nhận,
16 tháng sau, tháng 3 năm 1885, cuộc thất bại của quân Pháp ở Lạng Sơn trước chính phủ Jules Ferry và làm xáo trộn đường lối chính trị nước Pháp đến mức mà nhà sử học Pháp Jacques Fourniau viết tạm dịch: ta có thể nói rằng cái chính trị của Cộng hòa Đệ Tam Pháp mất tiêu ở Lạng Sơn giống như cái chết của Cộng hòa Đệ Tứ ở Điện Biên Phủ. Lúc vua Hiệp Hòa mất 23 tháng 11 năm 1883, Nguyễn Trọng Hiệp còn ở Bắc. Sau khi vua Kiến Phúc lên ngôi 2 tháng 12 năm 1883, Nguyễn Trọng Hiệp chảy kinh đem việc thương thuyết không kết quả xin giải chức đợi tội. Tháng 2 năm 1884 ông về Thanh Hóa hạ chức xuống Sơn Phòng Phó Sứ cho đến tháng 8 năm 1884. Sau đó ông làm Tổng đốc Sơn Hưng cho đến tháng 4 năm 1886. Cùng lúc ấy Hiệp ước Paternotte 6 tháng 6 năm 1884 được ký. Và một tháng sau vua Kiến Phúc mất 31 tháng 7 năm 1884, vua Hàm Nghi lên ngôi 2 tháng 8 năm 1884. Nguyễn Trọng Hợp không có mặt ở Kinh Thành lúc cuộc tấn công sứ quán Pháp thất bại, 5 tháng 7 năm 1885. Sau đó phong trào Cần Vương nổi lên. Khi Đồng Khánh lên ngôi, 19 tháng 9 năm 1885, vua gọi Nguyễn Hiếu Độ về Kinh và đưa Nguyễn Trọng Hiệp lên thay Nguyễn Hiếu Độ với chức Kinh Lược Bắc Kỳ. Thời gian này, phong trào Cần Vương do vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết khởi xướng vẫn lan tỏa khắp Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Tại vùng Bãi Sậy khi đó thuộc Hải Dương, quan tán tương quân vụ là Nguyễn Thiện Thuật, và đề đốc Tạ Hiện, còn kháng cự người Pháp quyết liệt. Nguyễn Trọng Hiệp, lấy danh nghĩa là quyền kinh lược sứ Bắc Kỳ, đã sai quyền Tổng đốc Hải Dương là Hoàng Cao Khải làm chức tiểu phủ sứ đi đánh dẹp khởi nghĩa Bãi Sậy. Nguyễn Trọng Hiệp vẫn giữ chức kinh lược sứ Bắc Kỳ khi Pol Pot thay Đờ Cót Si làm khâm sứ, 8 tháng 4 năm 1886. Pol Pot là một nhà động vật học, sinh lý học và chính khách có tiếng, một nhân vật trong phe Cộng Hòa, với một tư tưởng là phải truyền bá, ánh sáng tiến bộ, để lấy lại thể cường quốc của nước Pháp. Ông trước kia giữ chức bộ trưởng giáo dục, lại tỏ ra khâm phục hệ thống giáo dục nho giáo. Tuy nhiên, Pol Pot thì hành ẩu trong việc xây dựng cảng Hải Phòng, dự án đường sắt Hà Nội Lạng Sơn khác hẳn mấy người khâm sứ trước. Năm sau, 1887, vua Đồng Khánh gọi Nguyễn Trọng Hiệp về Kinh với chức Thượng Thư Bộ Lại, Tổng tài quốc sử quán, đại thần cơ mật viện, văn minh đại học sĩ. Nhưng vì chuyện bất đồng không rõ, Nguyễn Trọng Hiệp đệ đơn xin về nghỉ. Vua không chấp nhận, Nguyễn Trọng Hợp bèn cáo ốm rồi về quê. Tuy thế ông vẫn tiếp tục làm việc đến lúc Đồng Khánh mất 28 tháng 1 năm 1889. Vua Đồng Khánh mất, triều đình cử Nguyễn Trọng Hiệp cùng Trương Quang Đán lên làm đệ nhị phụ chính đại thần cho vua Thành Thái, đệ nhất phụ chính là Tuy Lý Vương Nguyên Trinh, đệ tam phụ chính là Nguyễn Thân. Theo Paul Dumer, đệ nhất phụ chính đã già và không có quyền hành, hai vị đệ nhị và đệ tam mới là người đứng đầu triều đình. Những năm cuối đời, năm Thành Thái thứ ba, 1891, ông được sách phong Vĩnh Trung Tử, Yong Trung Di. Năm 1894, Nguyễn Trọng Hiệp dự sứ bộ Nam Triều sang Paris để thay mặt vua An Nam chào Tổng thống Pháp. Ông đã ca ngợi Ba Lê, thủ đô Pháp Quốc trong tập thơ 36 bài vịnh. Năm 1898 ông xin về chí sĩ và được triều đình chuẩn thuận. Đến năm 1902 ông mất vì bạo bệnh, thọ 68 tuổi. Di sản, Kim Giang Thi Văn toàn tập Jin Chiang Siêu Ân Quan Di, gồm lại 400 bài thơ nôm của Nguyễn Trọng Hiệp. Trong có một bài mà Vũ Tuấn Sán ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm cho là, hiếm thấy nếu không phải là duy nhất. Nay vâng mệnh triều đình đi sứ, sắc cầm tay khó xử muôn phần. Không đi mang tội khi quân. Đi thì mang tiếng phản dân cầu hòa. Nếu biết trước ở nhà làm ruộng, còn hơn làm ông thượng ông quan. Mấy lời nhắn nhủ thế gian, học để mà biết làm quan đừng màng. Khi sang Pháp, ông sáng tác tập, Tây Cha Thi Tập, Si Cha Si Di đã được in và dịch ra tiếng Pháp, dưới đây là đoạn thơ đầu tiên. Ca La lập nên quốc gia hùng cường, trên nền tảng vững chãi. Hơn ngàn năm nay đất nước tươi đẹp, phồn thịnh đứng giữa trời Âu. Đoàn đi sứ tới đây, gặp dịp mùa xuân ấm áp, thoáng đãng. Xe vừa dừng hứng khởi chào dâng, liền làm bài phú ca ngợi đất nước này.